Hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 6 và tao luyện tập shadowing bằng kênh Tony Dani qua chữ YouTube bắt đầu nhất. Ngày mai sẽ có cuộc họp về kế hoạch kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có cuộc họp về kế hoạch kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có cuộc về kế hoạch kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có cuộc họp về kế hoạch kinh doanh mới. Kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có kế hoạch có cuộc về kế hoạch kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có cuộc về kế hoạch kinh doanh mới. Về kế hoạch kinh doanh mới. Ngày mai sẽ có Ngày cuộc mai họp sẽ về có kế cuộc hoạch họp kinh về doanh kế hoạch mới. kinh doanh mới. この度、会社の指示で大阪へ転勤することになりました。Lần này, Lần tôi này sẽ bị tôi công sẽ ty bị chuyển công công tác ty đi chuyển công tác Osaka. đi Osaka. Lần này, Lần này tôi sẽ bị tôi công sẽ ty bị chuyển công công ty tác chuyển đi công tác đi Osaka. Osaka. Lần này tôi sẽ bị công ty chuyển công tác đi Osaka. Lần này tôi sẽ bị công ty chuyển công tác đi Osaka. Lần này tôi sẽ bị công ty chuyển công tác đi Osaka. 私は来年アメリカの大学に留学することになっています。Tôi sẽ đi du Tôi học tại sẽ một đi trường du đại học học ở Mỹ tại vào năm một tới. trường đại học ở Mỹ vào năm năm Tôi sẽ đi năm du tới học tại một trường đại học ở Mỹ vào năm tới. năm tới tôi sẽ đi du học tại một trường đại học ở Mỹ vào năm tới. Tôi sẽ đi du học tại một trường đại học ở Mỹ vào năm tới. 何々することにしている努力、予定。cố gắng định、Cố cố gắng gắng định. định。Cố gắng định. Định. Cố gắng毎định.朝30分ジョギングすることにしています。mỗi ngày tôi Mỗi cố gắng ngày tôi chạy cố bộ gắng 30 chạy phút. bộ 30 phút. Mỗi ngày tôi Mỗi cố ngày gắng tôi chạy cố bộ gắng 30 chạy phút. bộ 30 phút. 太らないように夜9時を過ぎたら私は食べないことにしています。Để không bị béo, Để tôi định quá không 9 giờ bị tối béo, sẽ không ăn tôi nữa. định bữa 9 giờ tối sẽ không ăn nữa. Để không bị Để béo, không tôi bị định béo, quá 9 tôi giờ định tối sẽ quá không 9 ăn nữa. giờ tôi sẽ không ăn nữa. Qua 9 giờ tôi sẽ không ăn nữa, không ăn nữa. Để không bị béo, tôi định qua 9 giờ tôi sẽ không ăn nữa. Để không bị béo. Để không bị béo. Tôi định qua 9 giờ tối sẽ không ăn nữa. Để không bị béo. Tôi định qua 9 giờ tối sẽ không ăn nữa. 夏休みに友達と沖縄に旅行することにします。Tôi định nghỉ hè Tôi sẽ định cùng bạn nghỉ bè hè đi du sẽ lịch cùng bạn bè đi du lịch
Okinawa. Tôi định nghỉ hè sẽ cùng bạn bè đi du lịch Okinawa. Tôi định nghỉ hè sẽ cùng bạn bè đi du lịch Okinawa. Ok, kết thúc rồi.